Kiba xin chào tất cả các bạn. Trong video ngày hôm nay thì Kiba muốn chia sẻ với các bạn đó là kinh nghiệm để làm sao chúng ta tổ chức một buổi khai giảng ngày tập đầu tiên của lớp học yoga. Video này là dành cho các bạn đang là huấn luyện viên các bạn nhé. Thì trước giờ thì có thể là các bạn đã học từ đơn vị nào đó. Thì đây là một cách chia sẻ của mình dựa trên các cái cách mà mình đã làm trước đây. Hy vọng thì nó sẽ giúp ích cho bạn cho việc là tổ chức một buổi khai giảng một lớp học yoga nó ấm hơn, nó vui vẻ hơn và nó đầy đủ hơn rất nhiều các bạn nhé. Thì trước khi bắt đầu một cái buổi khai giảng thì chúng ta cần chia làm ba cái giai đoạn, đó là trước, trong và sau. Cái gì cũng vậy, trước sự kiện, trong sự kiện và sau sự kiện. Sau sự kiện thì trước khi khai giảng thì có lẽ các bạn sẽ cần làm công đoạn, ví dụ như là đặt lịch hẹn với học viên của mình, thống kê xem là những đối tượng, những học viên sẽ đến tham dự trong ngày hôm đấy, tỷ lệ bao nhiêu người sẽ tham gia và nhóm học viên sẽ thuộc những nhóm học viên gì, lớp học này lớp học gì, và nhắc nhở học viên những cái yêu cầu mà chúng ta cần trước khi đến bắt đầu khai giảng. Thì dựa vào thông tin đấy thì bạn có thể biết được là sẽ chăm sóc với ai, đón tiếp ai chẳng hạn. Ví dụ nếu bạn đang là tổ chức, bạn làm cho các đơn vị phòng fitness thì đơn vị quản lý sẽ tổ chức và báo cho bạn, cần bạn cần hỏi thông tin họ là ngày tôi khai giảng thì học viên là ai, lớp học này lớp học gì, đúng không? Thì chúng ta mới cần chuẩn bị nó đầy đủ hơn. Thì chắc là cái phần mà khai giảng thì các bạn lăn tăn và như là lo lắng nhất đó là trong cái việc buổi khai giảng ngày hôm đấy. Thì trong buổi khai giảng thì chúng ta sẽ có những cái trình tự cơ bản như sau, đó là bạn sẽ phải đón tiếp học viên. Một là bạn phải đón học viên, đúng không? Đón và bố trí chỗ ngồi cho họ, sắp xếp cho họ làm thủ tục đăng ký vào lớp học, có thể là học phí, đăng ký học phí chẳng hạn, ví dụ thế, hoặc là phát đồ tập dụng cụ gì đó nếu bạn có. Đấy. Và sắp xếp cho họ trước khi bắt đầu cái buổi khai giảng. Cái phần thứ hai là sau khi trong một buổi khai giảng thì bạn sẽ có cái phần giới thiệu. Chúng ta bắt đầu trong buổi khai giảng, đó là phần giới thiệu. Thì với giới thiệu thì bạn có thể giới thiệu về bản thân của mình, hoặc về tổ chức của mình, hoặc về cái lớp học của mình. Tôi có thể lấy ví dụ như là chào các bạn, rất vui được gặp các anh chị trong ngày hôm nay. Tôi là Kim Ba, sẽ là huấn luyện viên đồng hành với các anh chị sau này. Kim Ba hiện đang là giảng viên đào tạo gì đó và đang làm việc công tác cho câu lạc bộ Yoga Tikin. Và hôm nay rất vui mừng được chào đón các anh chị bắt đầu buổi khai giảng đầu tiên cho lớp học yoga trị liệu, và xin các anh chị một tràng pháo tay để chúng ta trở nên năng lượng hơn cho bắt đầu một hành trình thay đổi sức khỏe và vóc dáng của mình. Đấy, mình ví dụ như vậy nhé, demo ví dụ một câu chém gió kiểu như vậy. Thì bạn giới thiệu được có thể 3 phần. Phần đầu tiên là về tổ chức của mình, tổ chức. Phần thứ hai là về bản thân mình, tại vì mình là người dạy trực tiếp mà, đúng không? Bản thân. Phần thứ ba là về cái lớp học của mình. Đấy, thành phần lớp học và lớp học này sẽ đi đâu về đâu. Đấy, thì đấy là cái phần. Và phần tiếp theo nữa, phần nhắc nhở ngay lập tức. Tại sao mình nên cho phần nhắc nhở luôn vào, nhắc ngay từ đầu để học viên tạo thành thói quen, ví dụ như là để đồng hành với anh chị và đạt hiệu quả, để có thể giúp anh chị tập luyện cách tốt nhất, thì cũng mong sự hợp tác của cả hai bên, thì học huấn luyện viên có thể chăm sóc được anh chị. Thế thì để bắt đầu lớp học thì một số lưu ý sau mà anh chị cần ghi nhớ, đó là chúng ta đến trước giờ tập 5 đến 10 phút để cảm thấy thoải mái hơn, và mặc quần áo đồng phục như thế nào, chuông điện thoại trong lớp thì phải tắt như thế nào. Đấy thì mình nhắc nhở họ những cái lưu ý nhất. Nước uống và khăn mặt, anh chị phải nhớ mang bên mình, mang theo nước uống có chai và đóng nắp để cho chúng ta không bị rơi đổ ra lớp, ảnh hưởng đến những người xung quanh. Và phần thứ ba nữa. Phần thứ ba thì trong phần khai giảng thứ tư trong phần khai giảng thì mình có thể nói đến cái lợi ích của lớp học này, mình giới thiệu về cái lợi ích của lớp học này so với cái đơn vị khác, hoặc là so với cái lớp học khác như thế nào. Thì chào đón anh chị và chúng ta bước vào lớp học yoga trị liệu. Thì lớp học yoga này có gì đặc biệt thì bạn phải nói ra thì học viên họ mới thích thú chứ, đúng không? Thì lớp học này sẽ dành cho anh chị, và với những kinh nghiệm mà 3-4 năm về trị liệu, làm việc với những người gặp thoái hóa cổ xương khớp, thì tôi sẽ đồng hành với anh chị và giúp anh chị khắc phục các vấn đề đấy. Cái lợi ích của lớp học này thì cái lớp học này có thể là các giáo trình sẽ tương đối rất là nhẹ nhàng và cơ bản. Những người làm văn phòng sẽ tập luyện rất là thoải mái, anh chị sẽ không bị đau mỏi nữa, và các động tác rất là dễ thực hiện, chỉ cần anh chị lắng nghe. Thì đấy là cái lợi ích. Và sau khoảng 2-3 tháng anh chị sẽ cảm nhận được cái sự thay đổi của nó trong một cách thoải mái, chỉ cần anh chị đều đặn đi tập hàng ngày với khung giờ đấy và đồng hành cùng với chúng tôi. Đấy thì mình nói đến cái lợi ích của lớp học. Và sau đó thứ năm thì bạn có thể là bắt đầu đi vào phần giới thiệu, là cái bố cục của một buổi dạy, để cho học viên họ biết. Ví dụ bố cục của buổi dạy sẽ gồm, đây là bố cục của buổi dạy, gọi là quy trình của buổi dạy, thì sẽ gồm những cái bước nào. Bước 1 thì đó là phần đầu tiên là bài khởi động. Ví dụ thế nhá, ví dụ phần đầu tiên phần 1 sẽ bao gồm phần sơ thiền, sẽ
kéo dài khoảng 5 phút, sau đó phần khởi động sẽ kéo dài bao nhiêu, phần chào mặt trời sẽ kéo dài bao nhiêu, và phần trọng động, nghĩa là các động tác để giúp anh chị khắc phục cổ vai gáy sẽ kéo dài bao nhiêu, cuối giờ thì sẽ là bao nhiêu phút, còn lại sẽ là giúp thư giãn. Thế thì nếu anh chị mà đến muộn thì anh chị cố gắng đến theo khung giờ này, cố gắng chúng ta đừng đến muộn quá bao nhiêu phút thì buổi tập chúng ta mới hiệu quả, kiểu kiểu như thế. Thì học viên họ biết được là cái bố cục của buổi dạy nó sẽ gồm các bước như này, họ hiểu được là mình sẽ dạy và quy trình đào tạo nó sẽ ra sao, thì họ sẽ kết hợp hợp tác với mình. Rất nhiều học viên họ đi tập ấy, ra hỏi họ tập cái gì họ chả biết tập cái gì nữa cơ. Đấy, thì mình phải giáo dục cũng như là hướng dẫn cho học viên là biết được cái sản phẩm, cái dịch vụ lớp học của mình sẽ gồm những bố cục ra sao. Thế thì phần thứ 6 thì mọi người có thể bắt đầu buổi dạy ngày hôm nay bằng những cái cơ bản nhất. Đó là thứ nhất là giới thiệu về cái cách hít thở trong tập luyện chẳng hạn. Cách hít thở buổi khai giảng thì có thể chúng ta sẽ bắt đầu buổi dạy luôn đúng không? Chúng ta có 60 phút chẳng hạn, cũng coi như là buổi dạy thôi. Thì mấy cái phần nói này chẳng hạn nó chỉ khoảng tầm chưa đầy 10 phút thôi nhá. 10 phút thôi, nó ngắn thôi. Thì chúng ta vẫn còn 50 phút còn lại cho cái buổi khai giảng, 50 phút còn lại. Thì trong 50 phút đấy thì chúng ta hướng dẫn họ về cách hít thở cơ bản nhất. Tại vì kết thúc buổi khai giảng họ phải có một kiến thức để mang về chứ, đúng không? Thì hít thở thì mình không cần phải hít thở chi tiết đâu. Tại vì trong quá trình làm việc lâu dài với nhau thì chúng ta sẽ có những cái buổi mà nâng cấp một cách từ từ. Thì các bạn có thể dạy cho họ khoảng tầm 10 phút về cách hít thở. Sau đó thì còn lại chúng ta còn 40 phút đúng không? Còn 40 phút có thể là các bạn hướng dẫn họ các cái bước thứ 7. Đó là các cái cách tập. Ví dụ như là cách tập các động tác khác nhau. Ví dụ có rất nhiều các động tác khác nhau, thế thì tập động tác kéo giãn như thế nào, động tác săn cơ nào, thăng bằng như nào chẳng hạn. Thì cái phần này bạn có thể tập khoảng tầm 20 phút để hướng dẫn họ chi tiết hơn, để họ hiểu được là cái cách để tập các động tác yoga thì mình có thể làm mẫu một vài động tác và hướng dẫn họ cái cách tập như làm sao cho có cụ thể. Thì cách tập nếu các bạn chưa hình dung ra thì các bạn có thể là tra kênh YouTube của mình có hướng dẫn chi tiết là cái cách tập nhóm gập trước ngả sau như nào, vặn xoắn như nào, nghiêng như nào chẳng hạn. Thì nó phải có bố cục chung chứ, thì họ dựa đấy thì sau này họ sẽ tựa tập và theo từng động tác cụ thể thì mình sẽ sửa, thì nó sẽ dễ dàng cho chính bản thân các bạn hơn. Thì còn lại tầm 20 phút nữa chẳng hạn thì chúng ta cho thư giãn nhẹ, tại vì buổi đầu mà chúng ta tập nặng quá họ sẽ bị đau. Buổi đầu cơ bản là chỉ thông tin như này thôi. Thì 20 phút còn lại thì bạn có thể dành ra 10 phút để trò chuyện và hỏi đáp. Được chưa? 10 phút để trò chuyện để chúng ta lấy được cái thông tin. Bước thứ 8 đó là trò chuyện. Được chưa? Giao lưu, gọi là phần giao lưu đi. Nhưng mà giao lưu ngắn thôi. Phần giao lưu. Được chưa? Đấy. Phần giao lưu và 10 phút còn lại đó phần nhắc nhở. Phần thứ 9 ấy, nhắc nhở. Nhắc nhở trước khi buổi sau gặp lại. Thì về cơ bản sau buổi tập ngày nay họ đã biết cách tập yoga là phải hít thở như này, tập động tác là như thế này, được chưa? Và giải đáp những thắc mắc cơ bản nhất của học viên ngắn gọn trong cái buổi ngày hôm đấy. Và phần thứ 9 10 phút còn lại thì bạn có thể nhắc nhở học viên là hẹn gặp lại như thế nào, đến đúng giờ ra sao, và hướng dẫn họ cách chào. Phần thứ 10 cuối cùng đó là cách chào trong yoga. Thì cách chào, tại vì chúng ta phải có cái phần mở đầu và phần kết thúc chứ, thì hướng dẫn học viên cách chào và cái ý nghĩa lời chào thì làm cho học viên của bạn trở nên kỷ luật hơn rất là nhiều. Thì đây là cái bố cục, một cái bố cục khoảng 10 bước để giúp cho bạn có thể khai giảng lớp học yoga. Tất nhiên thì bạn có thể có phương pháp nó tốt hơn thì càng tốt, nếu bạn chưa có thì có thể tạm thời dựa theo cách của Kim Ba. Thì hy vọng với những chia sẻ này sẽ giúp cho các bạn có một cái buổi khai giảng nó tuyệt vời hơn và đầy đủ hơn. Còn sang buổi sau thì các quá đơn giản rồi, các bạn sẽ bổ sung dần dần những cái động tác bổ sung vào, tất nhiên phần sau sẽ không có phần này. Thì hy vọng điều này sẽ giúp ích các bạn. Nếu các bạn muốn giao lưu và tìm hiểu các kiến thức về giảng dạy, đào tạo, phát triển phòng tập yoga thì có thể là đặt câu hỏi cho Kim Ba, và Kim Ba sẽ trả lời các bạn trong các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.